Nguyễn Văn Tùng từ câu nói của bố đến lời hứa trở thành một ngôi sao, niềm hy vọng của U22 Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Trí thức Việt, các bạn thân mến. U22 Việt Nam đang tiến triển tốt trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games với ngôi sao dẫn đường mang tên Nguyễn Văn Tùng. Sự trưởng thành và tỏa sáng của tiền đạo đang khoác áo Hà Nội FC khiến tất cả phải ngạc nhiên. Trong cả hai lần ngồi trong phòng họp báo sau trận ở SEA Games 32, mặc cho các phóng viên hỏi rất dài, Nguyễn Văn Tùng luôn trả lời rất ngắn. Nội dung luôn gồm hai điều một em rất vui vì đã ghi bàn và một các bàn thắng đến nhờ sự giúp đỡ của anh em trong đội sự kiện lời này hoàn toàn trái ngược với khả năng sản xuất bàn thắng đều như vắt tranh của tùng trên sân u 22 việt nam đã bước vào chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng trong sự hoài nghi nhưng rồi các chiến thắng liên tiếp đến để xua tan những nghi ngờ nhân vật chính không ai khác ngoài tùng anh ghi bàn trong cả ba trận tổng bốn bàn lào singapore rồi malaysia đều bất lực để ngăn chặn tiền đạo dũng mãnh trưởng thành từ lò đào tạo của hà nội fc càn lướt, làm tường tốt, di chuyển năng động, không chiến và dứt điểm cử, Tùng đang cho thấy anh là chân sút toàn diện mà bóng đá Việt Nam chờ đợi đã lâu. Mặc dù vậy, sự tỏa sáng của Tùng khiến không ít người ngạc nhiên. Ngay cả bố anh, ông Nguyễn Văn Ngọc cũng vậy. Mặc dù vẫn biết Tùng luôn cố gắng, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, nhưng gia đình cũng thực sự bất ngờ khi Tùng lại ghi bàn liên tục ở SEA Games 32, ông Ngọc chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong. Sự bất ngờ này đến từ việc Tùng bị huấn luyện viên Philip Chusier gạt ra ngoài danh sách dự Doha Cup vì chấn thương. Vắng mặt ở giải đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị, ít người nghĩ rằng chàng trai 21 tuổi sẽ trở lại, thậm chí là đá chính. Như bản thân Tùng thổ lộ, cảm thấy rất may mắn khi được triệu tập tham dự SEA Games 32 và biết phải làm gì để nắm lấy cơ hội. Văn Tùng thuộc kiểu người dùng hành động thay cho lời nói. Và anh đã tập luyện không ngừng nghỉ, cố gắng tiếp thu đầy đủ triết lý của huấn luyện viên Chu Xie, khiến ông hài lòng trong các buổi tập. Ý chí mạnh mẽ và khát khao tiến bộ là phẩm chất nổi trội ở Tùng. Tùng ăn tập xa nhà từ khi mới 9 tuổi ngày đó ở trung tâm huấn luyện của hà nội fc các cháu đều nhỏ cả lại chưa xa nhà bao giờ có cháu đòi bố mẹ ngủ cùng mấy tháng trời có cháu khóc đòi về tùng không thế ông nguyễn văn ngọc nhớ lại nhớ nhà tùng chỉ xin bố thỉnh thoảng lên đón về chơi mỗi cuối tuần đi lại cực quá tôi mới bảo nhà mình khó khăn bố mẹ phải đi làm không có điều kiện đưa đón mãi như thế được nếu con không theo được thì để bố đưa về nghe vậy tùng suy nghĩ rồi ngước lên nhìn bố khẳng định chắc chắn bố cho con ở lại con quyết tâm theo bóng đá đến cùng từ câu nói của bố và lời hứa quyết tâm, Tùng đã gắn bó với Hà Nội FC đến tận bây giờ, thăng tiến qua các cấp độ trẻ. Tại lò đào tạo chuyên sản sinh ra các ngôi sao như Hùng Dũng, Quang Hải, Đình Trọng hay Duy Mạnh, Văn Hậu, mức độ cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên Tùng đã dần khẳng định mình ở đội 1 và tiến ra sân chơi V-League. Tương tự là cấp tuyển, những năm qua Tùng là lựa chọn hàng đầu trên hàng công U23 Việt Nam. Sau khi đã giành huy chương vàng SEA Games 31, anh đứng trước cơ hội đoạt thêm tấm huy chương vàng tiếp theo. Ông Ngọc cho biết trong những ngày thi đấu ở SEA Games 32, Văn Tùng vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Gia đình cũng động viên cháu cũng như các đồng đội phải thi đấu thật tốt để mang chiến thắng về cho đội tuyển, cho quê hương Việt Nam. Bố Tùng cũng hào hứng nói rằng trong những ngày diễn ra các trận đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32, gia đình lúc nào cũng đông vui như Tết bởi rất đông người thân, hàng xóm đến theo dõi, cổ vũ cho đội cũng như cháu Tùng. Ai cũng vui sướng trước thành tích ghi bàn của cháu, ông Ngọc kể trong niềm hạnh phúc, ra đường ai cũng chúc mừng, tự hào vì Tùng là người con quê hương Gia Lâm. Mặc dù vậy, hành trình tới tấm huy chương vàng SEA Games 32 vẫn còn dài với nhiều thách thức phía trước. Ở Việt Nam, gia đình luôn dõi theo và động viên Tùng thi đấu thật tốt. Nếu có thêm cả may mắn, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 32, một bữa tiệc khao người thân, họ hàng, làng xóm, đồng thời chia vui với đội sẽ được tổ chức. Bố của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của SEA Games 32 cùng với Faja Raman người Indonesia chia sẻ với báo Tiền Phong. Chính Nguyễn Văn Tùng chứ không phải cái tên nào khác, đang là cầu thủ sáng nhất của U22 Việt Nam. Cho tới lúc này, Văn Tùng đã ghi được 4 bàn thắng để cùng ngôi sao U22 Indonesia, Fajar Fathur Rahman dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Vậy nhưng cách đây ít tháng, khi U22 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 32, cái tên Nguyễn Văn Tùng gần như bị bỏ quên. Lý do là bởi khi ấy, Văn Tùng đang chấn thương. Tiền đạo cao 1m80 này còn không thể giữ Doha Cup cùng đội. Mãi tới khi đội tập trung lần cuối, rèn luyện ở bà Rịa Vũng Tàu, Tùng mới tập trung được. Về tấm vé dự SEA Games 32, chính Văn Tùng mới đây cũng tâm sự. Tại SEA Games 32, tôi may mắn được thầy Chu Xie triệu tập. May mắn cho Văn Tùng là có, nhưng may mắn ấy cũng không tự nhiên rơi vào đầu tiền đạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Thực tế, Văn Tùng đã chạy đua cùng thời gian, nỗ lực rất nhiều để rèn luyện, hòng phục hồi chấn thương và sau chấn thương lại tiếp tục rèn luyện, lấy được phong độ. Trong khi U22 Việt Nam ít nhiều vẫn khiến người hâm mộ tranh cãi thì có lẽ cái tên Nguyễn Văn Tùng là thuyết phục tất cả nhất. Không quá khi nói rằng, ngôi sao trẻ của Hà Nội FC đang gánh cả đội trên lưng. Sự xuất sắc của Văn Tùng là không thể chối cãi. Thế nhưng để nhắc đến những cái tên nổi bật của U22 Việt Nam lúc này, không thể không đề cập thủ môn Quan Văn chuẩn. Tại bảng tử thần với sự góp mặt của U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào, hàng thủ U22 Việt Nam mới thủng lưới hai bàn sau 3 trận, trong khi hàng phòng ngự đôi khi còn sơ sảnh thì chính Quan Văn chuẩn là người đã rất nhiều lần cứu nguy cho khung thành đội nhà. Ở trận đấu với U22 Malaysia, Quan Văn chuẩn có thể bị thủng lưới vì một tình huống không bắt dính bóng nhưng nên nhớ đấy là trong điều kiện thời tiết mưa rất lớn không khác gì ác mộng với các thủ môn còn trong điều kiện thông thường quan văn chuẩn vẫn thường khiến người hâm mộ phải thốt lên đúng là chuẩn thật không nổi bật như văn tùng hay văn chuẩn vũ tiến long cũng một ngôi sao trẻ của hà nội fc đang đóng vai trò trụ cột ở hàng thủ ba người của huấn luyện viên chu xie lệch phải bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự vũ tiến long được đánh giá cũng là một nhân tố có thể mang về bàn thắng mỗi khi đội nhà có các tình huống cố định Hà Nội FC đóng góp bốn cái tên cho U22 Việt Nam, trong đó ba người là trụ cột, hai người là ngôi sao, một cầu thủ dự bị Nguyễn Văn Trường cũng rất giàu tiềm năng. Đó là sự đóng góp không hề nhỏ chút nào từ một câu lạc bộ năm lích cho đội quân của huấn luyện viên Chu Xie. Nhưng ngược về trước, trong 5 năm đại thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, thực tế Hà Nội FC còn đóng góp nhiều cầu thủ hơn trong mỗi danh hiệu của các cấp tuyển Việt Nam. Vậy nhờ đâu mà Hà Nội FC lại có được nhiều cầu thủ tài năng tới vậy, từ cả các cấp độ trẻ lẫn đội lớn hỏng cống hiến cho bóng đá nước nhà? Nếu là người quan tâm tới câu lạc bộ Hà Nội, có lẽ nhiều người sẽ biết ở đội bóng này luôn có một khẩu hiệu bất di bất dịch, đấy là tự hào Hà Nội, vinh quang Việt Nam. Khẩu hiệu đó được đích thân bầu hiển đưa ra và luôn luôn duy trì một cách mạnh mẽ ở đội bóng thủ đô. Với bầu hiển, làm bóng đá không chỉ để câu lạc bộ hùng mạnh mà quan trọng nhất còn là để cống hiến cho đất nước. Mang tâm thế ấy, Hà Nội FC như có 12 động lực để phát triển bóng đá. Ông Nguyễn Giang Đông, giám đốc trung tâm đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội từng tâm sự về tính gắt gao trong quyết tâm chiến thắng của bầu hiển. Chúng tôi không nói chuyện chỉ tiêu, mà làm việc với anh Hiển thì luôn phải đứng đầu. Thành ra mình sẽ phải tìm cách, đã nhận lời làm thì thực sự quyết tâm. Tất nhiên không phải lúc nào đội mình cũng có thể vô địch, nhưng làm việc phải có khát vọng mới đạt được mục tiêu, còn nếu dừng dưng thì không bao giờ thành công. Cúp thì chỉ có một, trong khi cuộc chơi có đến hàng chục đội nên không phải muốn là được. Nhưng triết lý đó tạo động lực cho tất cả các cầu thủ, từ bé đến lớn sống và làm việc luôn mang trong mình khát khao vô địch. Cả thầy và trò đều phải quyết tâm, phương pháp tập luyện ra sao, giáo trình thế nào để phù hợp với thời đại và vô địch. Triết lý của câu lạc bộ Hà Nội chỉ đơn giản thế thôi, nhưng để làm được thì phải lao tâm khổ tứ, bạc hết cả tóc cười. Đặt quyết tâm chiến thắng cao để câu lạc bộ hùng mạnh, rồi luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích đội bóng để cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Đấy là lý do chính giúp các cầu thủ Hà Nội FC thường góp mặt làm trụ cột của các cấp tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, đi kèm với sợi chỉ tinh thần xuyên suốt đó là những chi phí vật chất không hề nhỏ mà Hà Nội FC đã đầu tư vào bóng đá, từ đào tạo trẻ với sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng sự đầu tư ấy, dù vô cùng tốn kém, dĩ nhiên không hề lãng phí chút nào. Cho tới lúc này, Hà Nội FC có quyền tự hào vì những thành tựu của họ ở bóng đá quốc nội cũng như những thành tựu của bóng đá Việt Nam. Các khán giả của Tri thức Việt có suy nghĩ như thế nào sau khi xem đến những giây phút này của video? Hãy bình luận xuống phía bên dưới nhé. Video hôm nay xin phép được dừng lại tại đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại